là mến Chúa thương yêu hết mọi người. Nào suy thấu ơn thiêng liêng cao sâu, đã cứu vớt bao người khỏi khổ đau. Lòng nhân ái của Thánh Mác-Tino là đỡ nâng vỗ về kẻ bần cùng, một gương sáng soi sáng trong đêm. Nhân đức của Thánh Mác-Tino, bên Chúa yêu thương người, bên Chúa yêu thương người là lý tưởng người tin hữu Chúa Kitô. Đời nhân đức của Thánh Mác-Tino là bác ái thương yêu cả loài vật, nào hăng say gieo tin yêu muôn nơi, lấy đức ái vỗ về trẻ đơn côi, cùng tôn kính và theo bước là sớt chia vui buồn với đồng loài. Cầu xin Thánh Mác-Tino ra ân, sung sướng danh chiến sĩ nước trời. Một tấm lòng vàng đen, một tấm lòng vàng đen là nhân đức của Thánh Mác-Tino. Chúa yêu thương người, bên Chúa yêu thương người là lý tưởng người tin hữu Chúa Kitô. Một tấm lòng vàng đen, một tấm lòng vàng đen là nhân đức của Thánh Mác-Tino. Bên Chúa yêu thương người, bên Chúa yêu thương người là lý tưởng.